Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên luôn nhà mình nha. Cây rất chi là già. Một cốt luôn nhà mình. Cây phong thiên nhiên. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 631. Có số đo tổng hoành gốc là 90, chiều cao là 70. Cây đang nằm bầu đất rinh là 63 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.900k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Cẩm thị. Cây này chi tàn rinh luôn nhà mình nha. Đây. Cây chi tàn rinh. Cây xanh tươi tốt luôn nhà mình. Cây hai thân đều luôn nha. Hai thân đều, nhưng mà chung một cốt của nhà mình nha. Cây rất là già. Đây, xanh tươi luôn. Cây mới thay lọc non xong rồi nhà mình nha. Đây. Cây xanh tươi tốt luôn. Nhìn form cây rất là lão nha nhà mình. Cây này hầu như là nó đã thành phẩm rồi. Về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thay áo chăm nó nữa là tuyệt vời nha. Rồi mã số 631, 1.900k bao ship. Cẩm thị. Tên gọi khác là kim cương đen nhà mình nha. Cây rất là già rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị, một cốt nhà mình nha. Phong thiên nhiên, sống khỏe. Cây này hàng cốt VIP với nhà mình. Lùng lực, rất là lực cây nha mình nha. Cây này có mã số là 632. Có số đo tổng hoành gốc nha mình nha. Tổng hoành gốc là 108. Chiều cao là 63. Cây đang nằm bầu đất trên là 60 x 47 nha mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.800k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Cốt này rất là già nhà mình nha. Đây. Cây rất là già cây. Đây, lọc non này nằm rất là mạnh nha mình nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Đây. Cái này khô lũa nha mình nha. Khô lũa, lũa thép luôn. Cốt lung lục rất là dữ nha mình. Giờ mà đi săn mấy cái phôi như thế này rất là hiếm nha mình nha. Lùng lực luôn. Rồi mã số 632. 1.800k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn. Nhìn rất là lực cây nha mình nha. Lùng lực. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phong thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình. Cái bệ này là hai cây riêng nhà mình nha. Nhưng mà cùng chung một bệ đất. Khá là chắc chắn nha mình. Cái này có mã số là 633. Có số đo tổng hoành gốc nhà mình nha. Tổng hoành hai gốc luôn là 143. Cây cao là 71. Cây đang nằm bầu đất rinh 82 x 45 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2.600k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Cây rất là già. Rất là già nha nhà mình. Được hai cây. Hai cây không chung cốt nha mình. Nhưng nó cùng một bể đất luôn. Rất là chắc chắn nha mình. Đây. Cây lọc đang đâm này. Xanh tươi tốt luôn nha mình nha. Đây. Quá khỏe luôn. Bào sống nha mình yên tâm. Bể này nhà mình thích thì mình chơi hai cây luôn. Hai cây cùng chung lên một cái chậu luôn. Còn không thích thì mình cứ tách riêng ra vẫn ok nha mình.
tách riêng, giao lưu một mà được hai nha mình nha. Thì rất chi là dài. Rồi, lọc đâm rất là mạnh nha mình nha. Chi đi rất là mạnh. Củ thép luôn nha mình nha. Rồi, để đây. Để trải luôn. Giờ mà đi săn phôi mấy cái phôi như thế này rất là hiếm nha mình nha. Giờ mấy phôi như này hàng sót rồi thôi. Rồi mã số 633. 2600k bao ship. Giao lưu 1 mà được 2 nha mình. Được 2 cây luôn. Ngày trước đây phù gia nó bao qua quái khá là hay nha mình nha. Đây, hai thân chung cốt. Đây, đây cây và đây cây. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phôm quái nha mình nha. Phôm thiên nhiên. Cây sống khỏe rồi. Cây tông cao quái nha mình nha. Cái này có mã số là 634. Có số đo tổng hoành gốc là 31. Chiều cao là 123. Cây đang nằm bầu đất green là 40 nha mình nha. Cây có cái tán co quái này. Qua đây là 75 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1850k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Phồn quá cho mình nha. Này. Mặt lũ thép âm nha mình nha. Lũ thép âm luôn. Đặc biệt cái này nha mình. Đây. Có cái nô bú nha mình nha. Nó thòng đây nè. Rất là hay nha mình. Phồn quá nha. Này. Cây xanh tươi tốt luôn. Chì lọc nó đi nè. Rất là khỏe. Quá nha mình nha. Bầu đất riêng nha. Nụ bú nữa đây. Nó thòng khá là hay nha mình. Rồi mã số 634. 1850k bao ship. Phồn tông cao, vẫn trực lắc nha mình nha. Trực cầu quái luôn. Cây này phồn quá vip nha. Cây rất là tương lai nha mình. Này. Nụ bú này, nó thòng cũng khá là hay. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phôm thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình nha. Cây xanh tươi tốt luôn nha mình. Cái này có mã số là 635. Có số đo tổng hoành gốc là 87. Chiều cao là 95 nha mình nha. Cây có bầu đất riêng là 50. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2000k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm nha. Cẩm thị. Một cốt nha mình nha. Một cốt. Này có cái tán. Tán ra đây. Tán cò lắc luôn nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây rất là già nha mình nha. Cây sống đều luôn. Quá khỏe. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu giam nó thôi là ok nha. Còn cây nó ok liền. Rồi, cây rất là dài nha mình. Đây. Thần cò lắc luôn. Rồi mã số 635. 2000k bao ship. Cẩm thị phôm thiên nhiên.
một cốt của mình nha. Cây xanh tươi tốt luôn, thì rất chi là dài nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây mung sừng nhà mình nha, form thiên nhiên, cây sống khỏe rồi nhà mình nha, cây form rất là cổ thụ nhà mình nha. Cây này hàng bây giờ hàng rất hiếm nha mình, để trải luôn. Cây này có mã số là 636, có số đo tổng hoành gốc nhà mình nha, tổng hoành tròn ở dưới đây luôn là 113. Cây cao là 86. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 75 nhân 60 nha nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 3.000k bao ship bao sống nhà mình yên tâm nha. Cây này hàng quá VIP rồi nhà mình. Đây, mung sừng lũ thép âm thân luôn nhà mình nha, lũ thép âm thân luôn. Đây, cây này nhà vườn chỉ thốn cành thôi nha nhà mình, thốn cành thôi, lọc non đang lên luôn rồi nha. Đây, lọc non đang lên lại nè, cây sống khỏe rồi nhà mình nha. Đây, cây để trải luôn, còn cây quá VIP nhà mình. Giờ mà đi săn mấy cái phôi mung như thế này rất là khó, giờ hàng chứ hàng sót nha mình nha, mung sừng form thiên nhiên. Rồi mã số 636, 3.000k bao ship, cây rất chi là dài nha mình. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu đó, và chọn vị trí cho em nó nữa rất là ok nha mình. Đây, form cây này rất là cổ nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sang sản nha mình nha, phôi mới về, form thiên nhiên, tầm cao nha mình nha. Cây này có mã số là 637, có số đo tổng hoành gốc là 63, cây cao là 147, cây đang nằm bầu đất rinh là 45 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1.300k bao ship bao sống nhà mình yên tâm nha. Đây, cây để trải đẹp luôn nhà mình nha. Đây, để trải cây rất là dài nha mình. Cây này đặc biệt con cái này nha mình nha. Đây, tất cả cái thân nó liền mạch, nó đen lại với nhau luôn, nó quyện lại luôn nha, sáng sáng nha mình, bao sống nhà mình yên tâm, phòng tông căng. Đây, để trải đều luôn, bầu đất riêng luôn nha mình nha. Sang sản phong thiên nhiên vừa mới về. Rồi mã số 637, 1.300k bao ship bao sống nhà mình yên tâm. Phong tông ca, những cái thân nó liền, nó quyện vào nhau luôn nhà mình nha. Đây, nó đang vào nhau luôn, khá là hay nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị mới về nhà mình nha, form thiên nhiên, một cốt lùng lực nhà mình nha. Cây phôi này quá VIP rồi nha mình, nhìn rất là lực cây. Cái này có mã số là 638, có số đo hoành gốc là 122, chiều cao là 48, cây đang nằm bầu đất rinh là 60 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 2.200k bao ship bao sống nha mình yên tâm. Cây phôi này rất là dài nha mình nha, bao sống luôn. Đây, lũ thép âm thân luôn nha mình, thì rất chi là dài. Nhìn cây rất là lực nha mình nha. Đây, cốt luôn nè, quá là dữ nha mình, bầu đất lên luôn nha mình yên tâm.
bột thịt, một bột luôn. Phơi mới về nha mày. Form lùng lực, rất lực cây luôn. Rồi mã số 638, 2200k bao ship, bao sống nha, mình yên tâm nha. Giờ mình đi săn mấy cái phôi như thế này rất là hiếm nha mình nha, chỉ hàng sót lại thôi. Phôi quá vip này rất là tương lai nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị mới về nhà mình nha. Một cốt lùng lục thì form quá vip nha mình nha. Cốt quá dữ. Rồi cây này có mã số là 639. Có số đo tổng hoành gốc nha mình nha. Tổng hoành gốc là 135. Chiều cao là 58. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 60 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 3200k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Vui mới về. Đây, cốt quá là dữ nha mình. Wow. Cốt này qua vip rồi. Giờ mình đi săn hàng phôi, mấy cái phôi như thế này rất là quả nha mình. Hiếm, chỉ còn là hàng sót thôi. Đây là hốc lũa nha mình nha. Phôi này quá vip rồi. Lùng lực, rất là lực nha. Và rất là tương lai. Mình rất là già. Lão luôn nha mình. Rồi mã số 639. 3200k bao ship. Cốt quá dữ nha. Lùng lực. Cốt đều luôn. Bao sống nha mình yên tâm. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây form quá vip nha mình nha. Cây nhìn dáng rất là lão. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 640. Có số đo tổng hoành gốc nha mình nha. Tổng hoành gốc là 148. Chiều cao là 102. Cây đang nằm bầu đất green là 78x50 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 3200k bao ship, bao sống nha mình yên tâm. Cây xanh tươi tốt nha mình nha. Quá sung luôn. Phòm cây quá vip rồi. Phòm dáng rất là cổ nha mình. Cây này về nhà mình lên cái chậu em nó là tuyệt vời luôn. Rồi. Thì quá đỉnh nha. Cái thằng này liền cốt luôn nha mình nha. Liền cốt cái thằng này luôn. Bộ lắc riêng. Cây quá khỏe rồi. Sâu dựng này. Cốt khá là dữ. Hàng săn phôi mà cái hàng này là hơi bị hiếm nha mình nha. Hàng này chỉ hàng sót lại thôi. Rồi mã số 640. 3200k bao ship. Kỳ quá khủng rồi. Cây xanh tươi tốt luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.